tại nhiều nơi có truyền thống dân cúng vật phẩm đến các chư địa thiên, ờ, chư thiên ngạ quỷ tại miếu đền thờ, con nghĩ vật thực họ không sử dụng được vậy mình có cần dung dân cúng thực vật phẩm không hay chỉ uh, tích cực làm phước hồi hướng là đủ? trong kinh bên ngoài vách tường có nội dung dân cúng vật thực là thức ăn nước uống đến các thân quyến đã khuất nhiều đời nhiều kiếp có giống với truyền thống đám dỗ tại đất nước mình không thư sư trong kinh bên ngoài vách tường đó đức phật có đề cập là những cái thân bằng quyến thù mà có tưởng nhớ đó, có cúng thực phẩm thì người thân của họ cũng không có thọ nhận được mà người thân thân bằng quyến thuộc chỉ có một cách là gì là bố thí tức là đem cái vật phẩm đó bố thí đến cho người khác rồi dùng cái phần phước đó hồi hướng đến các hàng ngạ quỷ thì nhờ như vậy các hàng ngạ quỷ mới nhận được cái phước hồi hướng chứ còn bản thân những cái vật phẩm cúng dường thì họ không có thọ hưởng được ví dụ như bánh kẹo đồ ăn thức uống họ không có dùng được À, đương nhiên là cái truyền thống đó đó ở ấn hay ở việt mình đó, thì nó cũng như nhau uhm. tức là mình cứ nghĩ là sống sao thì chết vậy đó sống thích ăn cái gì chết thì chắc cũng ăn cái đó rồi mình cúng nhưng mà thực tế thì chúng sanh họ không có nhận được cái chuyện đó uhm. thành ra đó cái chuyện mà cúng mâm cao cổ đầy nó không cần thiết à, Tuy nhiên chúng ta sống ở chúng ta chịu hai cái um, hai cái nền tư tưởng một cái đó là tư tưởng của thế gian à, truyền thống của người Việt à, một cái là chánh pháp của đức Phật có những cái đám ma đó mà mình nhìn vào mình biết đây là đám ma người Việt đây là đám ma người tàu, đây là đám ma người tây, đấy, à, rồi có những cái buổi kỷ niệm mình biết đây là kỷ buổi kỷ niệm của người việt, à, ví dụ như là ngày dỗ của người việt, rồi biết đây là kỷ niệm ngày mất của người tàu, nên mình biết đây là cái ngày kỷ niệm người mất của người tây, do những cái đặc tính văn hóa đó, à, cho nên là mình sẽ phân biệt được thành ra nói gì thì nói chúng ta cũng có thể giữ gìn những cái nét văn hóa của người việt à, nhưng mà chúng ta giữ gìn ở một cái chừng mực thôi ví dụ như à, cúng dỗ thì mình chỉ bày một cái mâm tượng trưng tượng trưng thôi à, không có cần phải nhiều Bà bày cái mâm tượng trưng thôi để gọi là mình theo duy trì cái truyền thống văn hóa của người việt chứ còn không cần phải mâm cao cổ đầy cái thứ nhất cái thứ hai là mình không nên mời bà con thân bằng quyến thuộc đến để mà nhậu nhẹt đây là một cái truyền thống bỏ được thì nên bỏ bớt được thì nên bớt Ờ, bởi vì quý vị không nghĩ cái chuyện là mình à, mình mời thân bằng quyến thuộc đến rồi mình đãi họ ăn á, bản thân nó là phước nhưng mà mình đem rượu ra mình đãi thì nó lại thành nghiệp tức là mình mở một cái buổi tiệc mà mình đãi rượu á, là mình bản thân mình đi địa ngục và mình dắt tay mình nắm tay mình kéo luôn họ hàng bà con nội ngoại chòm xóm hai bên đi địa ngục chung với mình do cái lỗi uống rượu đừng có nghĩ uống rượu không đi địa ngục nha nha ờ, thành ra đó nếu mà hiểu đạo đó, tránh được thì nên tránh tránh tối đa cái chuyện đó ừ. ờ, và sư đã gặp rất là nhiều những cái người cư sĩ mà trong cái dịp như là dỗ quải họ thỉnh mời chư tăng đến nhà làm buổi lễ kê tăng hoặc là đến chùa làm buổi lễ tre tăng uh, cúng dường uh, rồi hồi hướng phần phước đó cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng thì đây là cái cách tổ chức đám dỗ uh, sư tạm gọi như vậy theo truyền thống Phật giáo mà quý vị làm như vậy đó thì nó sẽ tạo cái phước mà ở trong kinh đó, nó có một cái thuật ngữ là đắc khí ná đà ná đắc khí ná đà ná tức là ở ấn ở cái xứ Ấn Độ thời xưa thì vào những cái dịp đặc biệt họ sẽ họ sẽ làm một cái buổi cúng tế À, đó là họ mời à, những cái vị mà đức cao vọng trọng hoặc là có giới đức đến rồi họ làm một buổi lễ à, à, cúng dường thực phẩm đến vị đó để cho vị đó ăn đấy rồi họ dùng để họ hưởng cái phước đó à, thì đây là cái truyền thống của ấn độ đấy thì chúng ta gọi nó là, nó là cái đắc khi nada đó thành ra siêu tóm gọn lại đó, à, cái chuyện mà dân cúng thực phẩm hay là làm cái mâm dỗ, làm gọn nhẹ mang tính chất tượng trưng là đủ. Cái quan trọng là làm phước và mình hồi hướng phước cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng.